Kim Ubin, Shin Min à cân nhắc đóng chung phim sau 7 năm bên nhau nhưng không thèm yêu nhau. Theo báo cáo độc quyền từ Sun News Hàn Quốc mới đây, các đại diện trong ngành truyền hình tiết lộ tài tử Lee Byung-hun, Cha Se-ung-won, Kim Ubin, Han Ji-min và Lee Jung-eun sẽ đóng vai chính trong dự án phim sắp tới Out of Blue Phủ của biên kịch No Hee-ki-ung. Đáp lại báo cáo trên, công ty quản lý B của Lee Byung-hun và Han Ji-min lên tiếng làm rõ. Lee Byung-hun, Han Ji-min đã nhận được lời mời casting cho Out of Blue và đang tích cực xem xét để tham gia. Trong khi, công ty quản lý A, Kim Ubin và Shin Min à cũng trả lời, cặp đôi đã nhận được lời mời xuất hiện trong Out of Blue và đang đàm phán. Hiện tại, công ty quản lý của Cha Se-ung-won và Lee Jung-eun vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức. No Hee-ki-ung là nhà biên kịch được giới phê bình đánh giá cao với các bộ phim truyền hình như Gió Mùa Đông Năm Ấy, It's So Cái, That's Just Dear Me Friend và Lie. Trở lại năm 2019, Lee Byung-hun, Han Ji-min, Shin Min à, Bae Sung-woo và Nam Joo-hyuk đã được xác nhận tham gia bộ phim Here của No Hee-ki-ung. Tuy nhiên, dự án đã bị tạm dừng do COVID-19 yêu cầu quay phim ở nước ngoài. Thông tin trên khiến người hâm mộ và khán giả đều không khỏi háo hức và thích thú, bởi nếu Kim Ubin và Shin Min à tham gia, thì đây sẽ là tác phẩm đầu tiên mà cặp đôi đóng chung với nhau. Chưa kể ai nấy đều hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng những màn tương tác ngọt ngào bùng nổ trên màn ảnh của cặp sao. Tuy nhiên, vui mừng chưa lâu thì cư dân mạng ngay sau đó cũng không khỏi bất ngờ và hụt hẫng khi theo một số nguồn tin trong ngành. Rất có thể Shin Min à và Kim Ubin sẽ đóng cặp với diễn viên khác. Cụ thể, Kim Ubin sẽ đóng cặp với nữ diễn viên Han Ji-min, còn bạn gái anh, Shin Min à sẽ vào vai người ấy của tài tử Lee Byung-hun. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức từ phía ekip Out of Blue, nên người hâm mộ vẫn đang mong chờ màn kết hợp sắp tới của cặp đôi. Một số cư dân mạng bình luận, sắp có phim của cặp đôi mình thích rồi, mừng quá. Cuối cùng cũng được xem Shin Min à và Kim Ubin đóng phim chung, ôi tưởng sẽ được xem cảnh ngọt ngào. Ai ngờ cả hai anh chị đóng cặp với người khác à? Theo dự kiến, Out of Blue sẽ bắt đầu quay vào nửa cuối năm nay. Shin Min à và Kim Ubin hiện đang là cặp đôi hẹn hò đang nhận được nhiều sự quan tâm, mến mộ từ khán giả trong nước và quốc tế. Cả hai đều được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên thực lực của Hàn Quốc. Trong khi Shin Min à thu hút người xem bởi nhan sắc xinh đẹp, nữ tính và ngọt ngào trong các bộ phim truyền hình I Love Perkin 2005, My Girlfriend Is a Night tại Let's Fox 2010, Arang and the Magician 2012, Omi Venus 2015 và Tomorrow With You 2017, thì Kim Ubin cũng gây ấn tượng với phái nữ bởi phong cách lịch lãm, vẻ ngoài điển trai. Nam tính trong các tác phẩm truyền hình White Christmas, Cool 2013, Người Thừa Kế, Yêu Không Kiểm Soát, cặp đôi bén duyên và hẹn hò từ những lần quay quảng cáo chung năm 2015. Mặc dù từng vướng không ít thành kiến về sự chênh lệch tuổi tác, danh tiếng cũng như lịch trình bận rộn, nhưng rồi Shin Min à và Kim Ubin vẫn chứng minh được tình cảm ngày càng bền chặt. Đặc biệt sau giai đoạn Kim Ubin phải chống chọi với căn bệnh ung thư vào 2017, Shin Min à chính là nguồn động lực lớn của Kim Ubin trong suốt 4 năm điều trị bệnh. Trước đó không lâu, mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn Kim Ubin và Shin Min à chuẩn bị kết hôn trong năm nay khiến ai nấy đều vui mừng háo hức. Dù thông tin chưa được người trong cuộc xác nhận nhưng điều đó cũng đủ khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm phần nào. Đặc biệt, sau đó vài ngày, cư dân mạng cũng tinh ý phát hiện Kim Ubin và bạn gái đã check-in cùng thời gian và địa điểm khiến nhiều người đoán rằng cặp đôi đã có một buổi hẹn hò công viên vui vẻ với nhau. Hiện tại, Kim Ubin đang đảm nhận vai chính trong phim khoa học viễn tưởng Alien. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của tài tử sinh năm 1989 sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh. Trong khi đó, Shin Min à cũng hiện tham gia bộ phim Civil Cha 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 cùng tài tử Kim Seon Ho.